làm đi con, con nhỏ, con làm dở mình bị chửi lắm. Con hò nhẹ cái cho cô chú thấy được là diễn viên mình có cái tài tài năng đó con. Hò đoạn nào trong phim á, con hò cái để hết viên phim luôn con. Dễ thương chứ. Nói về ai mà chắc nữa ha. Rồi, xin mời xin. Rồi, vô rồi. Con muốn nhờ quả tố cầu dẫn lối ra đường, cho con tìm gặp người thương, một người chân thật thẳng ngay, lại thông minh chẳng có ai bằng. Nhưng mà chàng ta cũng phải là một người gian dạ, và yêu con hết lòng hết dạ. Dạ xin hết. Wow, xin ơi, con đúng là một người có lòng gian dạ. Thôi nhưng mà giờ hôm nay có bé rồi mà giờ anh Thành hay là anh... Nếu mà hò nữa thì để cho Tuấn Trần nghe. Tuấn Trần à? Giờ anh muốn ai, anh Thành hay là Tuấn Trần à? Tuấn Trần. Anh gần là anh biết nè. Tuấn Trần. Tuấn Trần hoặc là Mai Tài Phớn. Phớn là dân miền Tây. Hò trời ơi, hò nói gì nữa Phớn. Không phải lúc này thì lúc nào Phớn. Anh hò trước em hò sao? Trời ơi, không phải anh ho lớn, không phải lúc này thì lúc nào. Không phải lúc này. Cờ tới tay rồi, phốc đi. Phớt à, giọng anh nói chuyện còn khó. Bình thường còn cà lâm mà kêu hò tội nghiệp anh Phớt. Đúng nè, đúng hò đấy. Thôi mình đừng có nói em. Thôi nhưng mà cho tôi nói nghe nè, bây giờ anh có gia đình, anh có nhiều thứ để mất. Em chưa có gì để mất là Phớt. Ủa anh hò anh mất là sao? Nhưng mà ai đẻ ra cái vụ hò này vậy? Cha MC cha đẻ ra cái vụ hò này đâu ra vậy? Trời ơi sao em có gan dữ vậy anh? Thôi bây giờ mọi người hò cái cho nó có không khí này để mà tặng hoa nè. Hò... Trời ơi đúng, đúng là mấy đứa có gia đình nó hò lá thiệt. Anh Thành cứu giúp Phớm đi anh. Anh Thành thì anh cứu giúp hết con gái nữa nè. Trời ơi, đừng kiếm chuyện tôi gì. Trời ơi, mỗi đứa có một gia đình. Thôi. Ai về miền đất phương Nam cho môi nhắn gửi cho tôi nhắn gửi bao điều nhớ thương. Dạ vậy thôi. Thật ra cái người mà yêu cầu hò là người nhà của ông Xịn. Hò hay quá, nãy giờ làm bộ. Không nha, là ai bày ra cái trò với tôi cũng liên quan nha. Ừ, nhưng mà thôi về được rồi, hay rồi đúng không anh? Không, nhưng mà bây giờ thế này nè quý vị, trời ơi đừng có bày cái trò này ra, nghĩ tôi làm mình chết chết tôi nữa, tôi nghiệp tôi. Tôi chỉ muốn nói với quý vị một điều trước khi mà mọi thứ kết thúc. Có nghĩa là mình nói thì nãy giờ rất là nhiều những cái công trình rồi này nọ. Thì mọi người đừng có nghĩ cứ đến xem phim Đất Rừng Phương Nam là mình phải xem một bộ phim về các thời kỳ lịch sử và rất là nặng nề về các cuộc chiến này. Dạ không ạ, đây là một cái bối cảnh lịch sử được xảy ra trên cái hành trình của một cái cậu bé An đi tìm cha, và những điều nó vô tình nó xảy ra như vậy, và chúng tôi chỉ chọn cái góc độ là những con người trong cái bối cảnh này thì họ sẽ có cái cách biểu đạt cảm xúc như thế nào, họ sẽ đối diện với cái thời cuộc đó như thế nào thôi. Và chắc chắn với quý vị là bộ phim này là một phim cực kỳ thú vị cho gia đình, bởi vì vui là chắc chắn sẽ rất là vui, rất nhiều cảnh vui, và xúc động là cũng có rất nhiều cảnh xúc động. Và đặc biệt mình xem xong bộ phim mình thấy yêu con người Việt Nam, yêu con người miền Tây, và cảnh quay tuyệt đẹp,
Nói thật là quý vị xem xong sẽ thấy là bộ phim này nên được Sở Văn hóa đưa vào cho giới thiệu du lịch Việt Nam. Bởi vì cảnh quay xuất sắc, quý vị sẽ thấy là miền Nam của chúng ta đẹp thiệt. Đó là cảnh thiệt của Việt Nam, thưa quý vị. Tôi nói như thế thôi, chúng tôi không muốn kỹ xảo nhiều, mặc dù có. Nhưng mà cảnh là thiệt, đồ họa chút xíu thôi. Hy vọng là sẽ làm cho quý vị mãn nhãn, mãn nhĩ và mãn ý sau khi xem. Rồi, xin cảm ơn anh Thành rất là nhiều ạ. Và chắc ngay lúc này cho phép bảo sẽ được mời anh Nguyễn Đình Hoan cùng với lại anh Trí Việt sẽ tặng hoa dành cho đầu tiên là anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng với lại nhà sản xuất đạo diễn Trấn Thành ạ. Và sau cùng với lại đoàn diễn viên của chúng ta luôn ạ. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn một điều nữa dạ. Nhưng mà đừng khoan, đừng về. Dạ. Anh Hoan, xin mời anh Viễn. Đó này lúa nhà trồng đường mà. Thưa quý vị, và chúng tôi vừa biết được rằng là ngày hôm nay là có Harry đang xuất hiện ở đây ạ. À. Harry đang ngồi đâu ạ? À? Harry ạ. À. Rồi xin mời luôn ạ. À. Xin mời Harry sẽ cùng tiến lên đây ạ. À. Làm chung vui cùng với lại em nè. Dạ rồi xin mời tất cả mọi người ta sẽ cùng chụp cho một tấm hình ạ. À. Hãy đứng xếp vào gần nhau một xíu ạ. Dạ rồi, để cho đủ hoa luôn ạ. Rồi. Chụp lại ạ, cho đẹp ạ. Chụp lại. Dạ rồi, một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều vì những nỗ lực mà tất cả các anh chị đã dành cho đất rừng Phú Nam. Cảm ơn các anh chị. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Xin được cảm ơn anh Trí Viện. Xin được cảm ơn Trinh Hoa. Và thưa quý vị, ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ một lần nữa nhìn lên trên màn hình để chúng ta sẽ cùng đến với Traveler chính thức.